Kính chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với các câu tiếng Trung đơn giản thường dùng. Từ bây giờ xin mời các bạn bắt đầu làm cùng mình nhé. Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Dương Châu và ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với nhau với các câu tiếng Trung cơ bản thường dùng. Cái này thì tôi thấy rất là nhiều các bạn đã yêu cầu và mình cũng ok thì mình làm luôn thôi. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu ha. Câu thứ nhất, Mình điên tả điện khoa cái của. Mình điên, ngày mai, tả điện khoa gọi điện thoại cái của cho tớ. Mình điên tả điện khoa cái của. Người kia sao? Hảo á, hảo á. Bù xín à, bù xín à. Không được, không được. Mình điên của mạng. Mình điên của chú trai. Mình điên của chú trai. Ngày mai tao đi công tác. Ví dụ thế. Tiếp theo, câu số 2, chúng ta sang câu. Nì cân của ý chỉ truy ma. Nì cân của ý chỉ truy ma. Anh đi cùng với em được không? Ví dụ mình vừa xấu lùn lại hơi nách, không có anh nào yêu đúng không? Thì mình túm được anh thợ xây mình phải tóm ngay. Nì cân của ý chỉ truy ma. Anh đi với em được không? Rút cổ mặt. Nếu mà anh đồng ý mà xin nha, được, đúng không? Hảo à, được thôi. Còn ví dụ như mùi hơi nách của mình quá kinh khủng, anh không muốn yêu mình, không muốn đi cùng mình. Bù xí nha, bù xí nha. Không được. Mình nghe ổ máng lắm. Mình nghe ổ máng lắm. Ngày mai anh bận rồi. Thực ra không phải là bận, mà anh đi con khác. Yeah. Bây giờ chúng ta sang câu kế tiếp ha. Nhi nấng khẩn tin mà. Nhi nấng khẩn tin mà. Anh có thể khẳng định được điều đó không? Nhi nấng khẩn tin mà. Ví dụ như anh nói ủa khẩn ai nhỉ? Ủa khẩn ai nhỉ? Anh rất là yêu em. Mình phải kêu ngay. Nhi nấng khẩn tin mà. Anh có thể khẳng định được điều đó không? À, ủa khai quán xeo. Anh chỉ đùa thôi. Ủa khai quán xeo. Anh chỉ đùa thôi. Còn nếu mà anh đồng ý, anh nói đúng là anh khẳng định được, anh nói ủa nấng khẩn tin. Ủa nấng khẩn tin. Ủa nấng khẩn tin. Bây giờ chúng ta đi tiếp nhé. Ví dụ như là đến nơi nào mình thải là tới chưa? Đi mãi, đúng không? Mình nói khoai tao rồi mà. Khoai tao rồi mà. Khoai tao lờ mà. Khoai tao mà. Tới chưa? Sắp tới chưa? Nếu chưa đến người ta bảo sao? Mấy giờ à? Mấy giờ à? Mấy giờ à? Vẫn chưa? Vẫn chưa? Đúng không? Thế bây giờ sắp đến thì nói sao? Khoai tao lờ. Khoai tao lờ. Khoai tao lờ. Khoai tao lờ. Bây giờ chúng ta đi tiếp sang câu số 5. Khoai tiện. Khoai tiện. Khoai tiện. Nhanh lên. Nhanh lên. Câu này là cho các xưởng, trong nhà máy ở bên Đài Loan đúng không? Sếp bao giờ cũng chú trạm bây giờ cũng yêu cầu chúng ta đúng không? Khoai tiện, khoai tiện, nhanh lên, nhanh lên, khoai tiện, khoai tiện. Chúng ta đi tiếp. Nǐ yào xiāng xīn wǒ. Ví dụ mình lừa anh ấy đúng không? Mình đi ngủ với anh khác. Nhưng mà anh ấy có phát hiện ra mình phải nhất quyết là phải chối đúng không? Các bạn. Nǐ yào xiāng xīn wǒ. Nǐ yào xiāng xīn wǒ. Xiang xi là động từ tin tưởng. Anh cần phải tin tưởng em chứ. Làm gì có chuyện đấy, đúng không? Cãi đến cùng, cãi đến cùng. Nǐ yào xiāng xīn wǒ. Anh phải tin tưởng em chứ. Chúng ta đi tiếp. Mài xe lá. Mua nó đi. Mài xe lá. Mua nó đi. Ví dụ mình nhìn thấy cái đồ rất là thích, đúng không? Nǐ kān tāo nà gè dōng qī hěn xǐ huān de. Nhìn thấy cái đồ rất là thích, đúng không? Bạn nói là mài xe lá, mua nó đi. Bạn bảo bạn như thế, đúng không? Chúng ta đi tiếp. Chế đối bù sư, chế đối bù sư. Tuyệt đối không phải là chế đối bù sư. Chúng ta đi tiếp. Chỉnh nín mạng điện sô hảo mà. Đây là những trường hợp mà người ta nói quá là nhanh, đúng không? Trong giao tiếp thì không được. Chúng ta chơi chiêu, chúng ta phải nói chậm là ép lại tiến độ. Chỉ nín mạn điển xua hảo mà. Chỉ nín xin ông mạn điển xua. Nói chậm chút. Hảo á, được không? Nếu mà chiêu đấy mà vẫn chưa thấy ăn thua, người ta vẫn nói nhanh thì mình là chỉ nín chai xua ý biện. Chỉ nín xin ông chai xua ý biện. Nói lại thêm lần nữa được không? Thì sau một vài lần đấy là họ bắt buộc phải nói tốc độ chậm, đúng không? Hoặc là mình nói rõ luôn. Wǒ bú shì zhùng guò rén. Wǒ bú shì zhùng guò rén. Tao không phải là người Trung Quốc đâu nhá. Wǒ shì yuè nán rén.
我是越南人, ta là người Việt Nam. 我是外国人, ta là người nước ngoài. Ví dụ thế, thì người ta sẽ phải nói tốc độ chậm lại cho mình. Chúng ta đi tiếp nhé. Cơ muốn chậu, khách vào công ty mình đúng không? Chưa biết đi theo đường nào, muốn gặp sếp mình. Cơ muốn chậu. Đi theo cô. Cơ muốn chậu, đúng không? Chúng ta đi tiếp. Cung xỉ, người ta gặp được cái may mắn đúng không? Bắt được con rùa bằng vàng, hoặc là bắt được viên ngọc to bằng cổ tay đúng không? Thì mình bảo sao? Cung xỉ, chúc mừng bạn, đúng không? Giờ chúng ta đi tiếp. Có thể một mẫu câu nữa nhé. Bà tha chua tệ, hãy làm đúng đi. Đừng làm sai nữa. Cuộc sống nó quá nhiều những cái sai lầm rồi, đúng không? Làm đúng đi, làm tốt đi công việc của mình đi. Nì tăng chân, cậu tưởng thật à? Tôi tưởng thật đấy, ví dụ thế. Tiếp tục nhé. Nì chinh chán, bạn thường xuyên chen tạo, nhìn thấy tha, anh ta, mà, hay không? Tôi thường xuyên gặp anh ta. Tôi rất ít khi gặp anh ta. Chúng ta đi tiếp. Nì mín bài là mà. Bạn đã hiểu chưa? Rõ chưa? Mín bài có nghĩa là minh bạch. Nì mín bài là mà. Bạn đã hiểu rõ chưa? Mín bài là rõ rồi. Mín bài là Cô bù mín bài. Tôi không hiểu đâu nhé. Chúng ta đi tiếp câu 10. Kế đến. Nì yào mà. Bạn có cần không? Bạn có muốn không? Dạ, muốn. Không muốn là gì? Cú yào. Không muốn. Rồi, chúng ta đi tiếp. Ní xiảng yào xiê什么? Bạn muốn những cái gì? Ní xiảng yào xiê什么? Ồ什么都不要. Tôi chẳng muốn gì cả. Chúng ta đi tiếp nhé. Đừng có làm cái điều đó. Chúng ta đi tiếp. Đừng khoa trang. Đừng có khoe khoang, đừng có chém gió. Đừng có khoa trương. Chúng ta đi tiếp. Đừng nói cho tôi biết nha. Đừng nói cho tôi. Chúng ta đi tiếp. Bang我一下. Giúp tớ một tí. Giúp tớ một chút nhá. Chúng ta đi tiếp. Bang cơ mán bạc, giúp một tí đi. Đúng không? Bang cơ mán bạc. Đúng không? Chúng ta đi tiếp. Ok. Y chữ hoàng chiến trầu, có người hỏi được. Chuy hoàn chiến khu, chấm mất dọc. Chúng ta đi tiếp nhé. Chúc你旅途愉快. Bạn mình đi du lịch, thì là bằng hiệu chưa truy lý yếu mà, truy lý chính mà. Thì chưa cần ta xua, bạn sẽ nói với người ta là Chúc你旅途愉快. Chúc bạn旅途, con đường đi, ý khoại, vui vẻ, sung sướng, đúng không? Chúc bạn lên đường, vui vẻ. Chúc你旅途愉快. Hoặc là Ý lưu xuân phong, lên đường may mắn nha. Ý lưu xuân phong. Chúng ta đi tiếp. Zài lái cỡ. Mình ăn, mình đi mua đồ ăn, mình ăn đồ ngon, thấy ngon quá, đúng không? Zài lái cỡ, thêm cái nữa. Yeah, ví dụ thế. Chúng ta đi tiếp. Một mẫu nữa nhá. Nǐ zuǒ wán le mà. Bạn làm xong chưa? Làm xong rồi.
chua oán lận. Làm xong rồi, chua oán lận. Khải mấy a, chưa xong đâu. Khải mấy a, chưa xong đâu. Khải mấy a, chưa xong đâu. Ví dụ thế, được không? Bây giờ chúng ta đi tiếp. Chi tiết nhí ổ khùng mà. Bây giờ mình đi lừa một em nào đó, đúng không? Thì mình cũng phải gãi gẫm hỏi xong em cũng rảnh không nữa. Mình bảo, chi tiết nhí ổ khùng mà. Chi tiết hôm nay, nhí ổ khùng mà. Em có rảnh không? Nếu em ấy thích mình chắc chắn em sẽ bảo hiểu à có đúng không, hiểu à. Thế nếu mà em ấy không thích mình, thấy mình vừa hói vừa lùn đúng không, vừa béo lại già nữa, đeo kính cận, thì mình em ấy sẽ bảo rằng chín thiên uổng mấy khung, chín thiên uổng mấy khung, hôm nay em không dạy chín thiên uổng mấy khung, chín thiên uổng mấy khung đó, đúng không? Em sẽ từ chối mình, chi chế mình, cự tuyệt mình. Ok, bây giờ chúng ta đi tiếp. Tha xin ra ý chinh chân lưu sang lờ. Tha, anh ạ, xin ra bây giờ ý chinh đã trai ở lưu sang trên đường lờ rồi. Tha xin ra ý chinh chân lưu sang lờ. Tha xin ra ý chinh chân lưu sang lờ. Tha xin ra ý chinh chân lưu sang lờ. Đó, anh ta đang trên đường rồi. Mình gặp em quét rác đúng không? Mình muốn tạo lưu em quét rác đúng không? Thì mình sẽ nói em quét rác là gì? Ní khỏ mà, ní khỏ mà. Em có khỏe không? Đúng không? Em quét rác sẽ không? Ủa khả năng? Em rất khỏe. Đúng không? Đúng không? Em ấy thích mình ấy. Ủa khả năng? Rồi nhìn thấy mình thấy chán rồi đúng không? Bú thai khỏe, không được khỏe lắm. Bú thai khỏe. Nhìn thấy anh là em muốn ốm rồi, muốn bệnh rồi. Đúng không? Anh biết đi chỗ khác cho em nhờ. Đi cây hút quận, đi cây hút quận, đi cây hút quận, hoặc quận khác, quận khác, quận khác, quận khác, cút, đúng không? Không thích, cứ thay họ không được khỏe, đúng không? Nhìn thấy mình là em không khỏe rồi, thấy mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ một câu cuối cùng nữa trong ngày này nhá. À, đó là ní ao ta thì tua chiều, em muốn ở lại bao lâu? Ní ao ta thì tua chiều, ní em yao muốn tại ở lại tua chiều bao lâu? Em muốn ở lại bao nhiêu? Y nén. Lẹp nén, san nén, 1 năm, 2 năm, 3 năm, đúng không? Quay lại đi, của dũng nguyện trai trợ. Vì anh, em mãi mãi ở đây. Sướng quá, phấn khởi quá, hạnh phúc quá, đúng không? Quay lại đi, vì anh, của dũng nguyện trai trợ. Em mãi mãi ở đây. Của dũng nguyện trai nỉ sân phán. Em mãi mãi bên cạnh anh. Của dũng nguyện trai nỉ sân phán. Ôi, sướng quá, phấn khởi quá, đúng không? Trên đây thì tiếng Trung .vn vừa chuyển đến các bạn một số những cái câu kiểu đơn giản ngắn gọn mà các bạn có thể tập trong khẩu ngữ thường ngày, nó cũng vui vui thôi đúng không, thì các bạn có thể theo đuổi cái đó. Đấy là mình học theo vui thôi, chứ còn nếu mà để mà học nghiêm túc, để mà đi thi 2K4 thì các bạn phải tìm mua cái bộ học tiếng Trung online của tôi, tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4 đầy đủ, thì các bạn mới đủ sức để thi 2K4, tức là tương đương đầu vào của trường đại học bên Trung Quốc. Và còn tới tập viết, tập đọc, tập viết. Vì dẫn sau thi mình phải chọn ABCD, thì mình phải đọc được chữ Hán mà. Đấy. Thì cố gắng theo đuổi cái bộ Hán ngữ 1, 2, 3, 4 này là cũng tương đối tốt rồi. Đó. À, còn một số bạn thì hỏi là thì anh Châu có dạy ở đâu không? Thì anh Châu là có dạy, có một trung tâm nhỏ ở tại số 10, ngõ 156 Hồng Mai, Bạch Mai rồi. Thì nếu mà bọn em cứ đến địa chỉ đó là gặp được anh thôi, là có thể học được với anh thôi. Tính chung chấm bên nào, chúc các bạn học tính chung thành công. Nhớ này, nếu mà muốn có thêm những bài giảng nữa của mình thì nhớ ấn subscribe. Các bạn thích các bài giảng nào, về chủ đề nào thì các bạn comment ngay dưới clip này cho mình, được không? Mình sẽ cố gắng là phục vụ dần. Cái này là hôm rồi cũng do một bạn là yêu cầu mình, thì mình bảo ok, mình sẽ sắp xếp một hôm dành rỗi mình sẽ làm cho các bạn. Nào, tiếng Trung chưa biết đâu, chúc các bạn học tiếng Trung thành công.